Em quay sát đi, giống như là tóc của mình vậy cái nha, giống như tóc hoặc là giống như lông khỉ vậy vậy chị nha. Ôi trời ơi, đây nè cả nhà, bé mọc lông hết nè cả nhà. Ôi đây nè, ôi trời ơi, ở dưới đây cũng vậy nè, mà thấy cái lông này rất là mượt nha. Ui cái này nè cả nhà, cái này nó mọc ra nữa hả? Ủa của tròn nữa hả? Ui đây nữa nè cả nhà ơi, đấy cả nhà nhìn sát cái giống như cái da đầu mình đấy nha, giống như da đầu mình luôn á. Lúc đầu dân từ lúc đẻ ra chứ ra chị luôn, từ lúc đẻ ra là bị luôn. Bác sĩ đi khám mà bác sĩ bảo nó bị gì, bị gì cái gì. Hồi xưa mà lúc mới bị á, bé có đau có gì không? Cái không đó. Bình thường kiểu như là nó cũng giống da của nó mình, bình da bình thường mà mình có cái tay nó nhỏ. Tay nhỏ lại rồi khoảng bao nhiêu tháng là mình thấy một lông lên, thấy nó lớn dần cỡ 3-4 tháng nó phải mọc lông mà nhỏ là nhỏ lên. Mình cạo lúc đó mình có cạo không? Không dám cạo. Không dám cạo rồi. Lúc mà của anh qua tới bên đó là chị với lại bé là cứ ngồi ôm nhau khóc. Chị với bé ngồi ôm nhau khóc ở xứ lạ. Không biết cái gì luôn. Thứ hai mẹ con ở vịt trọ, xong rồi đúng chiều tới đi ăn cơm, chiều tới ăn cơm cứ hẹn điện cái là khóc, điện cái khóc. Hiện tại bây giờ là kênh của Tý là chuyên làm về thiện nguyện và những câu chuyện độc lạ. Các bạn và tất cả mọi người có xem được video của Tý, có câu chuyện độc lạ nào và có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào, hãy liên hệ qua số điện thoại của Tý 035 306 1165. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Tý xin mến chào cô chú anh chị đã ghé vào kênh của Tý cả nhà ơi. Ngày mới Tý xin chúc cả nhà an lành, vui tươi và hạnh phúc. Hiện tại là Tý đang ở xã Phước Minh cả nhà, của xã Phước Minh của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại bây giờ là Tý đang đứng ở trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt cả nhà. Là khu vực này là khu vực người đồng bào chăm sóc rất là nhiều luôn. Thì Tý cũng có nghe một cái tin thì cách đây cũng rất là lâu rồi cả nhà, là cũng có một đứa bé là gọi là trên tay của đứa bé là có mọc toàn là lông luôn. Người ta là đứa bé mọc lông khỉ cả nhà. Thì cho nên là hôm nay á Tý quyết định qua đây á, là Tý đi tìm nha cả nhà nha. Tý không biết nhà. Tý đi tìm thì Tý thử hỏi xung quanh gần đây là xem có nhà nào có biết nhà gia đình của bé ở đâu không. Tại vì Tý cũng có lấy thông tin nữa cả nhà. Tý có lấy thông tin của từ một người bạn của Tý ở quê vùng đây thôi. Nhưng mà bạn Tý thì đi làm rồi. Cho nên là Tý hôm nay á Tý qua đây thì Tý cũng có biết tên rồi. Nhưng mà Tý phải chờ đi, Tý hỏi thử xem như thế nào cả nhà nha. Thì Tý sẽ qua bên nhà này hỏi trước. Chị ơi. Chị cho em hỏi là nhà cậu Viên Ấn ở đâu ạ? Nhà cậu Viên Ấn á, nhà mà có đứa bé mà mọc lông bên kia hả? Là bên kia luôn đúng không? Dạ em cảm ơn nha. Đây cái nhà cũng gần đây thôi. Thì Tý cũng đã nghe bảo rồi là gần trường Võ Văn Kiệt này luôn thôi. Nên mới biết. Tại vì ngày xưa á, cái huyện Thuận Nam này cái cũng là một thôi cả nhà. Họ mới tách đây đấy. Đây chắc là nhà bên này này cả nhà. Thì Tý qua đây thì Tý tự hỏi, Tý hỏi thăm thử xem bé thì như thế nào rồi. Tại vì cũng lâu lắm rồi cả nhà, thì cũng chưa có ai mà cập nhật tin tức hay là về vấn đề của bé là ấy là còn bệnh hay là hết bệnh hay là điều trị như thế nào. Thì Tý cùng theo chân cả nhà, Tý xin mời cả nhà. Thì nhà đây này cả nhà, chiếc tiên ấy thì Tý cũng phải vào Tý hỏi thử đã. Dạ em chào chị. Chị ơi thì em em cũng đi làm YouTube á, thì em cũng nghe là bé nhà mình hồi xưa là có một cái lông ấy đấy. Thì em cũng là người chăm thôi. Dạ thì em cũng muốn qua đây thì em qua chia sẻ rồi em tìm hiểu luôn vậy. Tại vì cũng lâu rồi chứ ai cập nhật á, cho nên là em muốn quay lại đây để cập nhật cho khán giả họ biết á. Tại vì tình hình từ xưa giờ là tôi cũng mấy năm rồi vậy nha, cũng là hơn một năm nay rồi đúng không. Đấy là em qua đây em quay rồi em tìm hiểu là em xem là bé bây giờ là có ổn không hay là mình điều trị tới đâu rồi á. Có ai ở nhà không chị? Cho em vô được không? Cả nhà, tôi xin mời cả nhà nha. Chó có cắn không? Chó không nhỉ? Đâu, có mẹ đâu. Em tắt giùm anh xíu. Nãy giờ tôi cũng đã trao đổi với chị rồi cả nhà.
À thì để đi gặp bé luôn. Dạ em chào chị nha. Giờ cả nhà mình. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Chú chào con nha. Qua qua đây với chú này. Ôi giời. Ôi giời Thảo có cảnh nó liếng lắm đó cả nhà. Mình ngồi chỗ nào nha, tránh đẹp nha. Ở đây ngồi đây đi. Ở đây đi. Đây. Ừ. Chị qua ra ngồi đây ngồi chơi luôn chị. Chú chào con nha. Con tên gì nè? Hả? Bé Út hả? Bé Út năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, bé Út năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói chú nghe nè. Tuổi. Bao nhiêu? 4 tuổi luôn hả? Đây. Có biết nói chuyện được không? Út Út học lớp mấy rồi? À nhưng mà à là vì nghe tiếng Chăm được thôi cả nhà, không nói tiếng Kinh được. Thì cái cách đây khoảng là hơn 1 năm rồi cả nhà. Là tí cũng có xem một cái đoạn video của bên Độc Lạ Bình Dương là đăng đầu tiên, xong rồi bên Cú Đấm Thép cũng quay nữa. Thì cũng lâu lắm rồi thì chưa có ai cập nhật tin tức của bé như thế nào, thì tí muốn qua bên này, tí muốn qua đây á là xem thử bé đã điều trị tới đâu rồi. Hồi xưa là bên cái cánh tay trái của bé nên nó mất nhiều lắm, tại vì mẹ bé thì không dám nói chuyện cả nhà, đang ngại thì phải chờ bố của bé chạy qua nữa. Đây nè. Ôi trời ơi, hồi xưa là tới đây luôn. Chị ơi, chị. Ôi trời ơi, đây nè cả nhà, bé mọc lông hết nè cả nhà. Ôi thấy thương không? Chị qua đây ngồi đây. Ờ vậy hả? Đây đây đây, trời ơi, em quay sát cho anh xem với. Đây đây cho cháu xem nha. Sang sang lên nha con nha. Đây đây quay qua đây con nè. Đây nè cả nhà ơi. Ui. Bây giờ nó mọc tới đây luôn nè. Hồi xưa là tới thấy là nguyên cả cánh tay này luôn. Đây em quay cho hết cho cô chú anh chị xem. Đây là nghe bảo là đi phẫu thuật hay gì rồi, mẹ bé thì chưa không có dám ngồi chết bé quay á cả nhà. Cho nên là tí phòng vắng không có được. Đây nè, ui giời ơi cả nhà, tự nhiên đây nè. Đây em quay sát đi. Giống như là tóc của mình vậy cả nhà, giống như tóc hoặc là giống như lông khỉ vậy vậy chị nha. Đây nè. Ôi trời ơi, ở dưới đây cũng vậy nè. Mà thấy cái lông này rất là mượt nha. Đây, chị ngồi đây này. Không ngại lắm cả nhà, không biết nói. Ủa cái này á là hồi xưa là như thế nào đây chị? Sinh ra hả? Cái này là chắc chờ chồng của chị qua đây rồi để sẽ hỏi cái câu chuyện tường tỉnh rõ ràng hơn cả nhà, tại vì mẹ bé không dám á. Thì tí sẽ đây cả nhà, đây cái đường này là đường người ta mổ rồi, người ta phẫu thuật hết rồi cả nhà. À bên này có nữa hả? À. Ủa cái này bị gì nữa đây chị? Ui. Sài Gòn hay Hà Nội? Ừ. Đây này cả nhà ơi. Ui, sao lại à hình như là hồi xưa là lấy cái da tay để dính vào hả? À mình nuôi cái môi da này á. Ui. Đây bé dễ thương lắm cả nhà. Đây, đây ngồi đây với chú này. Chắc là thương không? Đây này, đây nhà ơi, cả nhà ơi, 4 tuổi rồi này. Nội. Hồi xưa là 4 tháng nữa đi hả? Tháng 6 đi lại. À là để người ta trị hết không hả? À. Ui cũng được, có cái làn da này cả nhà, cũng làn da giống người mình rồi. Hồi xưa đâu có như vậy đâu đúng không? Hồi xưa là teo hả? Ấy là bị cái da này nó bị teo. Long ăn hả? Ui ghê vậy hả? Đây cái khúc này là vậy là nếu mà đợt này nữa mà có đi á, là khoảng mấy tháng chị là mới điều trị hết cho bé? 80% rồi. 80% rồi, vậy là lần này đi 20% nữa là bác sĩ bảo là bao nhiêu năm là sẽ hết cái này? Bác sĩ nói lần này nữa là đi là tụt xong luôn. Là hết luôn, là nó không bao giờ mọc luôn hả? À bào nát luôn hả? Ui rồi ôi, một lần phẫu thuật như vậy là bé đau lắm luôn. Đau không con? À, hồi xưa là mập hả? À, kháng sinh nhiều quá. Cái lông này cả nhà, mà đụng vào rất là mượt nha, giống như mình đụng vào cái đầu hay cái gì á cả nhà. Đây này, đây em quay sát cho em. Bé tên gì hồi nãy bé nói tên gì? Bé Út hả? Bé Út. Trời ơi, bé Út nè, lần sau nếu mà chú có qua là có nhớ chú nữa không nè? Đó. Nhớ không? Cho em xin giới thiệu em là tên Tý. Kênh của em là Đại Tý TV.
Thì em với mấy anh em gần đây nói chung là cũng bạn bè hết à, cũng làm nghề giống nhau hết, cho nên là biết hết. Là em tên là Tý. Em á, thì được anh Trà, anh Hán Văn Trà, Hán Văn Trà là bạn của em nữa, Hán Văn Trà là giới thiệu qua nữa, không phải là giới thiệu đâu, tại vì em thấy em hỏi Hán Văn Trà, Hán Văn Trà là nó là bạn nhưng mà mình kêu bằng anh đấy, cho nên là nói là hình như là bà con của dạ bà con của bên chị á, cho nên là em mới qua đây nè. Này nè, ui cái này nè cả nhà, cái này nó mọc ra nữa hả? Ủa, của tròn nữa hả? Ui đây nữa nè cả nhà ơi, đấy cái nhà nhìn sát cái giống như cái da đầu mình đấy nha, giống như da đầu mình luôn á. Cái này hồi xưa bác sĩ kêu là bị gì? Bẩm sinh. Nhưng mà ấy là bác sĩ khám mà là người ta nói là bệnh gì? Dạ. Với Tý này, cái nhà nói giúp Tý thử xem thử là căn bệnh này là căn bệnh gì cả nhà nha. Đây này, căn bệnh mà tự mọc lông như vậy là Tý không biết là căn bệnh này gọi là căn bệnh gì luôn. Đây này, cái da của bé giống như là da tóc, da đầu của mình vậy đấy. Đây này, nhìn giống như là mọc lông, giống như là lông khỉ, giống như lông khỉ, lông vượn gì đấy, y như luôn này. Đây rất là mượt luôn, giống đấy. Nhưng mà bé dễ thương lắm cả nhà ơi, bé lanh, nhìn mắt nhìn mũi sáng sủa lắm, lanh lắm cả nhà. Nói chung là kiểu như là bé chắc là kháu khỉnh nha. Học đi học mẫu giáo rồi hả? 4 tuổi hả? Gửi hả? Mà 4 tuổi mà hồi nãy có nói chuyện sơ qua mà cũng biết nghe tiếng Việt rồi đấy. Ôi giời, đây đây bỏ lên rồi cả nhà. Dạ, đây bố tới rồi. Dạ em chào anh nha. Ủa biết em luôn hả? Dạ em chào anh nha. Em qua đây thì ấy, mình ngồi đâu anh nha? Được kiếm chỗ đâu mình ngồi nói chuyện luôn. Dạ. À đúng rồi, người ghế đá đi anh nha. Đó. Dạ. Gương không? Anh ngồi đây cũng được. Ngồi đây cũng được anh. Mấy tiên qua mấy bé Út qua đây nói chuyện luôn nè. Em rắc cái mic này anh nha. Đây mấy tiên qua ngồi với chú cũng được nè. Trời bấy giờ thương quá. Ây à. Thì à, em là hỏi anh Trà, anh Hán Văn Trà đấy, Hán Văn Trà là bạn của em nữa. Đó, là cứ hỏi ông hôm trước nói là biết nhà này không? Cái là bên anh Trà nói là biết, rồi anh Trà chạy hướng vào đây nè, em chạy vào đây luôn. Thì cũng nghe bé là bé bị cái tình trạng như vậy nè anh. Nhưng mà ấy là cái này cụ thể là như thế nào á? Từ lúc đầu tiên từ lúc đẻ ra chỉ là chị luôn. Từ lúc đẻ ra là bị luôn. Ừ. Bác sĩ đi khám là bác sĩ bảo nó bị gì? Bị gì? Cái gì? Da bị giống như lông khỉ luôn. Hắc tố vậy, hắc tố da. À bị hắc tố da, nhưng mà tại sao nó lại mọc lông vậy anh nhỉ? Thì nó đẻ ra là nó không có lông. À sau này nó lớn lên là lông nó mọc dần dần ra. À khoảng mấy tháng là mình mới biết là lông nó mọc ra dài như vậy luôn, giống như tóc người đó vậy luôn. Cái này một cánh tay luôn mà dài cánh tay. Hồi xưa là nguyên một cánh tay này luôn anh hả? Đó đi phẫu thuật nó về lại. Đi phẫu thuật hả? Cái này là phẫu thuật một khúc này luôn hả? Dạ. Phẫu thuật một lần đi như vậy là đau bé lắm á. Đi ở Hà Nội ở ngoài đó 2 tháng lận. Ui ở 2 tháng luôn hả? Hồi trước đó thì em thấy là bên anh Phú, bên Độc Lạ Bình Dương á thì cũng có quay. Thì với lại bên Cố Đấm Thép cũng có quay nữa. Xong rồi em mới thấy như vậy này, tại vì lâu rồi chưa thấy ai cập nhật tin tức của bé á. Cho nên thì em ui cái này là hồi xưa đấy hả? Có nó ấy ghép tay vô trong này. À chấp tay vô bụng hả? Để cháu bé út đứng lên cho chú cái. Đúng rồi, đứng lên đi. Khỏi đứng. Đây này cái nha. Đây là ghép dính vô bụng luôn hả? Dính vô trong bụng nó tách ra lại. Ui là ấy là mình lấy da của bụng này nè, bụng làm da để tay. Mình lắp vào cái tay á. Ui trời ơi. Đó hồi xưa là tay bé như này. Đâu cho em xem. Đó. Ui hồi xưa tay bé lắm cả nhà. Đây nè, nguyên bản là cánh tay của bé nè cả nhà thấy không? Em quay cái xem có rõ không? Hồi nào em để xuống dưới đây cho em nè, cho cái này. Đây cái tay của bé hồi xưa này. Ủa em thấy là hình như là cái tay này hồi xưa là nó nhỏ hơn cái tay bây giờ này. Thì nhỏ. Nó ốm mà anh ạ. Rõ nó cái này nó có bay cái này mừ nữa. À. Bình nhưng mà bên này nó lại bị nữa này. Cũng có, nó ít. Ấy là bác sĩ khám á, họ có nói là sau này nó có lan ra nữa không? Hay là nó chỉ là bao chỗ đó là bao nhiêu đó rồi? Bao nhiêu này thôi. Nó còn mà có lông. Đó. Hồi xưa là màu đen thôi. Hồi xưa là màu đen rồi, không có lông.
bữa đây nó có lăn ra nhiều. Ừ, kiểu như là hồi xưa là mình tưởng đâu cái bớt thôi đúng không? Vậy là mấy đứa con nít á thường là hay có cái bớt ở dưới đít đó cả nhà. À. Ui rồi đây là những cái hình, đây là những cái hình ảnh mà ghép tay dính vào da này cả nhà, có thể là ý cũng quay thôi nhưng mà cái khúc này tới sẽ làm mờ đi cả nhà nha. Tại vì cái khúc nhạy cảm là bên YouTube thì họ không có chịu để cho mình đăng cái những hình ảnh nhạy cảm máu me hay là cái đường mổ đó cả nhà. Ui giời. Tại vì em trước á thì bé này á là cũng được rất là nhiều cô chú thương bé luôn. Tại vì người, có người nói này nói kia nhưng mà nói kiểu như là họ thương cho bé rồi, kiểu như là nói là sao mà đẻ ra mà con bị như vậy là con bị thiệt nhá. À, con tranh thủ cái phải đi nữa này. Ừ, một lần đi như vậy là tốn nhiều tiền không anh? Đi được trước được tốn đi qua đi lại được 30 triệu á. Đợt trước là đi 30 triệu. Ừ. Là đi Hà Nội đấy, 2 tháng đấy. Đi 2 tháng. Đây là mình chưa tính tiền này, tiền phí chưa tính. À vậy hả? Tiền phí là bên kia nó tính nó làm hoàn thiện, nó tính xong rồi mình biết bao nhiêu tiền thì mình cảm ơn tạ ơn nó ha. Cái tiền miễn phí là nó miễn phí 100%. À miễn phí hả? Bác sĩ hả? Bác sĩ tài trợ luôn. À vậy hả? Ô tốt vậy. Hay là bác sĩ chắc là cũng xem được video này, bác sĩ tài trợ đúng không anh? Xem được video của anh Phú. À của anh Phú. Bác sĩ điện về cho mình. À điện về cho số điện thoại của anh luôn. À. Đấy thấy không cả nhà. Ô vậy tốt quá. Vậy là một lần nếu mà cái này mà không có ai tài trợ là em nghĩ là cái này là tốn rất là nhiều tiền. Tức là Phú còn cho 10 triệu. À vậy hả? Phú đóng thép cho 10 triệu mới đi á. À mà đâu có tiền đâu. Dạ. Ôi giời, cả nhà thấy không? Đấy là bây giờ tới giai đoạn này là ổn, gọi là giai đoạn ổn nhất. Còn 20% nữa. Hồi nãy nghe chị bảo là 80% rồi, còn 20% nữa là điều trị, là 20% này là có thể là đi lần này cũng là 2-3 tháng nữa mới hết. Đầu tháng 5 đi tiếp. Đầu tháng 5 này đi. Ôi giời ơi, đi một lần như vậy bé đau chắc bỏ ăn luôn. Nó khóc không anh? Khóc vậy không? Khóc lắm mà. Bác sĩ nó có vết thương đó, nó khóc, đau nó khóc. Hồi xưa mà lúc mới bị á, bé có đau có gì không? Không, bình thường. Kiểu như là nó cũng giống da của nó mình bình thường. Da bình thường rồi, mình cái tay nó nhỏ. Ừ, tay nhỏ lại rồi khoảng bao nhiêu tháng là mình thấy mọc lông lên. Để nó lớn gần cỡ 3-4 tháng nó mới mọc lông mà từ nhỏ nhỏ lại. Là nhỏ lên vậy. Mình cạo lúc đó mình có cạo không? Không dám cạo. À không dám cạo à. Sau khi mình có mua thuốc tẩy nữa tẩy nó cũng ra lại à. Mỗi lần mình tẩy như vậy là bé có ảnh hưởng gì không? Bình thường à. Ấy là tẩy lông vẫn rút rỗng hết. Lông rỗng hết. Nhưng mà lần sau nó dài hơn. Dài nó lên lại. À vậy là bây giờ tới bây giờ là mình không có dám luôn. Không dám luôn. Thì nó có người tài trợ phẫu thuật làm gì nữa. À dạ. Không ấy là lúc xưa đấy. Ừ. Lúc còn nhỏ mình làm thử nữa mà cũng ra lại à lông. Ấy là lúc mà chưa ai biết đến đó, là mình cũng làm thử nhưng mà nó ra mỗi lần tẩy là mỗi lần nó ra càng nhiều hơn nữa. Cứng nữa. Dạ, cứng nữa hả? Thịt lông nó cứng lông mình. Ừ. Đúng rồi nhưng mà bây giờ cái này nhìn nè, thấy nó cứng đứng trước đây nó. Em nói xin lỗi không phải là em nói gì lông bé nha. Giống như là không em giống như là lông khỉ hơn. Ừ. Lông khỉ hơn đây nè. Đây nè. Ôi trời ơi mà một lần bé mà còn nhỏ quá nhỏ cả nhà đã không? Đó. Bé còn quá nhỏ đi để đó. Bé phải chịu đựng cái cơn đau đớn như vậy nè cả nhà. Thấy như vậy rất là đau đớn anh à. Không thì phải là đơn đó, giản. Đó là ở 2 tháng xong về nhà mình 1 tháng mấy mình ra tách lại. Ui tới đây luôn hả? Hồi xưa tới đây luôn hả? Ở bên này cũng là lông luôn hả anh? Không phải cái đó. Hay là người ta lấy da thôi hả? Dạ đó làm cho tay á. À vậy hả? Đó. Ừ. Lại à, cả nhà ơi cái thương không cả nhà, nó lấy ra không, nó lấy ra thịt của mình nó đắp vô nó bằng ấy là hồi xưa là bị dính lại vậy luôn rồi. Xong rồi họ mới mổ ra, tách ra bây giờ bụng làm da tay. Ừ. Tay đen là nó lãng là bỏ nhà. Ấy là gia đình của mình là hiện tại là anh đang làm nghề gì? làm bảo vệ công ty hả? À, là mình làm bên có bên năng lượng hay sao anh? Có bên công ty máy tạo đan này. À dạ. Công ty có ấy là bữa đây cũng ấy không có làm nữa. Ừ, chị làm nghề gì? Ở nhà làm nông à. À làm nông à. Và một anh mình anh như vậy một lần đi như vậy là tốn nhiều chi phí lắm á. À thì đó. Ừ. Đi tới Hà Nội là mình đi xe khách chứ. Đi xe taxi tới ra Cam Ranh. À đi máy bay. Ừ. À, máy bay. Ừ. Bắt cái bay tới Hà Nội xong. Vậy sẽ vô trong lại. Ừ, rồi bắt đầu cứ vòng qua vòng lại cứ tính kiểu đó luôn. Một lần đi như vậy tới 2-3 tháng trời. 2-3 tháng trời. Bệnh viện là bệnh viện tên gì anh có nhớ không? Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà Quốc tế đó à. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà. Để anh biết sao em hãy hỏi cái này không? Tại vì
cũng có những trường hợp mà kiểu như là cũng giống bé nhà mình, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ cái địa chỉ của bệnh viện đó để cho gọi là để cho có ai mà xem được, ví dụ có người thân nào mà xem mà con cháu của mình bị như vậy đấy, có thể là họ có thể điều trị được. Chứ tại vì mình thấy lúc nhỏ bé như vậy là bình thường anh ạ, nhưng mà khi mà bé đã lớn lên rồi nó sẽ khác hẳn luôn, đúng không ạ? Đấy là mình đặt trường hợp là mình thôi, là mình bé càng lớn thì bé sẽ càng bị gọi là tự ti hơn. Nó mới ba lên đúng 3 tuổi nó bắt đầu giấu tay lần. À biết 3 tuổi là bắt đầu giấu tay rồi. À là biết ngại rồi đấy. Em thấy bé chắc rất thông minh nha. Rất là khó khỉnh luôn, rất thông minh. Ba tuổi thôi là biết giấu cái tay lại rồi đấy. Từ làm tay mới có tự tin nó cái mặc áo gáy. À từ khi làm tay là bắt đầu là mới mặc áo ngắn tay. Ở giờ là hồi xưa là mặc áo dài tay không? Ôi thế tội không cả nhà. Thương bé còn quá nhỏ đi, nhưng mà càng nhỏ như vậy nè ấy là biết là đau đau bé, nhưng mà ấy là mình điều trị bây giờ nè là sau này lại lợi cho bé, còn nếu mà mình để lớn lên mình điều trị là sẽ tội cho bé nữa. Ví dụ như bác sĩ có bảo là mấy cái khúc da này này nó có lành được không anh? Đó, họ tới làm ấy biết theo họ làm hết. À ấy là họ làm cho da của mình như da bình thường luôn. Ồ vậy tốt quá cả nhà ơi. Bé đi lần này là lần thứ hai hay là đi mấy lần rồi anh? Tổng tất cả là bao nhiêu lần rồi? Đi lần thứ hai rồi, bắt đầu đi lần này lần thứ ba. Lần thứ ba này. À là lần cuối luôn. Lần cuối luôn. Là họ sẽ điều trị cái thẻ vết luôn. Vết thẻ hết luôn. Oh, tốt quá cả nhà luôn. Dạ. Rất là may mắn, thật sự là bây giờ ơi. Bé đây em nghĩ là tương lai là bé học giỏi lắm này. Rất là khó khỉnh luôn, hồi nãy mới bước vào nhà thôi mình gọi con gái thôi rồi bé nó chạy qua rồi nữa. Bị như vậy nè, các bạn bè rồi. Có ai nói gì không, bạn bè của bé, ví dụ là có người có chọc bé, có hay chọc bé không? Không không ạ. À. Chắc là bé cũng ít đi ra ngoài chơi đúng không anh? Ít ra ngoài chơi lắm. Thương. Mới bữa đây tao đi học đó. À bây giờ đi học rồi. Vậy là hôm nay là ngày Tết mới nghỉ đây mới qua gặp đúng không? Chứ mấy hôm là bé đi học hết. Hết. Tới chiều mới về. À dạ, em thì cũng ở đây, em cũng ở Bầu Trúc. Em lấy vợ ở Như Bình. Thì em qua thì cũng nghe tin á, thì cũng qua đây gọi là mình cũng lâu rồi, giống như là em muốn qua đây để em gọi là quay lại để khán giả họ cập nhật cái tin tức về bé, để là xem là bé bây giờ như thế nào rồi, giống như là sau một năm là bé bây giờ ra sao, đó là như vậy. Tại vì tí cũng muốn gọi là cũng gửi đến tất cả các quý cô bác mạnh thường quân và tất cả các cô chú anh chị trên kênh của tí và ngoài kênh của tí và trong nước ngoài nước, để các cô chú để cập nhật được cái tình hình của bé bây giờ là gọi là bây giờ bé khỏe, là ăn uống bình thường rồi. Em thấy bây giờ là bé khỏe rồi, mà trước đó mà có cộng long còn gì mình cũng là sinh hoạt bình thường thôi, hay là không ảnh hưởng tới vấn đề gì luôn. Ý là mặc áo dài tay à là bây giờ là hết mặc áo dài tay. Tự tin rồi thương. Để một lần 2-3 tháng nữa là hết cái thẹo này luôn, hết mấy cái thẹo này luôn anh hả? Ngay cả đằng sau lưng này luôn, họ trị hết. Làm hết cho mình luôn. Em tưởng đâu là cái thẹo mà ví dụ như da người lớn mình là khó trị đúng không anh? Vậy là da em bé này vào dễ trị hơn. Thì cái bệnh viện nó thẩm mỹ mà. Thẩm mỹ. Cũng không biết là vì gọi là lý do gì mà nguyên nhân gì mà có may mà có gọi là cái cơ duyên nào mình để gặp mà anh Phú để chia sẻ lên như vậy để cho tất cả cộng đồng mạng để biết và tất cả bác sĩ để biết. Thế hoàn cảnh của con em mình đó, thì có người giới thiệu qua trong phố điện tới số mình. Dạ. Đó, xong rồi họ tới quay. Dạ. Đó, tới đây quay nó quay lên xong rồi quay cỡ 10 ngày xong rồi có bác sĩ điện. À điện qua số anh luôn. À số điện thoại của anh là số bao nhiêu, anh đọc lên giúp em luôn. 0378 808 932. 0378 808 932, đây là số điện thoại của ba bé Úc cả nhà nha. Ba bé Úc là bé của Long Khỉ cả nhà. Là nếu mà ở nhà có xem video thì có gì thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của ba cô bé luôn, chứ tại vì để ví dụ có hỏi thăm hay là bé như thế nào đấy thì chắc là hôm nay cả nhà thì tới qua tới đây á thì cũng gọi là cũng không biết đường đâu, cũng đi kiếm đâu. Hồi nãy em qua nhà bên này nè, em hỏi hầm đường cái họ chị qua bên này luôn, cái họ gọi bé này từ đâu, hồi nãy bé mà bé bị khẩu trang từ đâu là lớn tuổi rồi, thì cái bây giờ mới biết. Lúc mà của anh qua tới bên đó là chị với lại bé là cứ ngồi ôm nhau khóc. Chị với bé ngồi ôm nhau khóc ở xứ lạ. Không biết cái gì luôn. Cứ hai mẹ con ở vịt trọ, xong rồi đúng chiều tới đi ăn cơm,
hệ điện cái là khóc, điện cái khóc nơi nhà. À, vậy là có hai mẹ con đi thôi, anh không đi hả? Anh cũng đi nữa. Ừ, đi tới một tuần về à. À, kiểu như là đó, mình phải đi về mới kiếm về, tiền, kiếm tiền để nuôi con bé đi học nữa, hai đứa nữa đi học đâu mà. À dạ. Đó, đứa con trai đọc 12 năm nay, đứa học gái đọc đại học nó không có tiền đâu. À dạ. Đó, phải chạy qua chạy lại đi kiếm đồng này đồng kia góp đóng lại đâu có gì đâu. Là mình gọi là một lần đi là cũng rất là khó khăn, một lần đi là cầm đi tuy là miễn phí, đi là đi máy bay là cầm đi 10 triệu. Đó. Như chạy ra lấy chìa khóa xe đi, nãy giờ quên mất. Một lần đi là 10 triệu anh ạ, một lần đi 10 triệu á. Ừ. Chạy qua kiếm tiền con cái học nữa. Lúc một người đi làm, một người đi ở ngoài đó nữa thôi chứ đâu có thời gian đâu kiếm tiền nhiều đâu. Ừ. Cũng có nhờ gì đó. Nhưng mà lần này nếu mà anh đi vậy này là tiền để đâu để mình đi đây anh? Thì cũng đi dây nợ, nó có tiền đâu đi. Cũng đi dây nợ. Đi dây nợ. Ngày chính anh làm lương bảo vệ như vậy là một tháng bao nhiêu anh? Tháng có 4 triệu à. Một tháng 4 triệu hả? À. Một tháng 4 triệu thôi anh hả? Một tháng 4 triệu mà nuôi tới 3-4 năm mới ăn lận. À dạ. Đó. Thì vợ đi làm mới con bụi ra. À dạ. Đó. Hay là vợ vẫn đi làm phụ nhưng mà làm thêm một buổi à. Còn một buổi là lại là chăm con. Một buổi là chăm con. Dạ. Thương. Đó, mỗi tháng là gửi cho ông bé kia là 3 triệu nữa. À. Ui, mình làm một tháng có 4 triệu mà gửi cho ông bé 3 triệu nữa. Là... À. Vậy là còn 1 triệu để mình còn ăn thôi. 1 triệu ăn say sợ kiếm ấy ăn lung tung thôi chứ. Nhưng mà ấy là hồi nãy anh nói là một lần anh đi là tốn khoảng bao nhiêu tiền anh? Tốn khoảng 10 triệu. 10 triệu à, là cả chi phí đi về. Chi phí đi về luôn 10 triệu. Ăn uống ở bên đó nữa. Ăn uống bên đó nó lo. À, bên đó lo hết luôn hả? Ừ, nhà bệnh viện đó cũng tốt quá anh nhỉ. Bác sĩ đó cũng tốt thương người nữa. Ừ. Đó. May mà có bệnh viện đó tài trợ cho anh cái chi phí mà bỏ, còn chi phí mà mỗi lần anh đi như vậy là cũng rất là khó. Khó. Anh đi là với 10 triệu, mà 10 triệu đối với cả nhà thấy đấy, ở dưới quê kiếm 10 triệu nó khó lắm, chứ không phải là dễ đâu. Một tháng anh bảo là một tháng anh làm chỉ có là 4 triệu thôi, nhưng mà kiếm 10 triệu là phải là hơn 2 tháng. Đấy. Đâu phải là mình lấy 4 triệu rồi mình dành đâu để dành đâu. Dạ. Tháng là lãnh lương xong rồi gửi cho ông bé kia 3 triệu. Còn có 1 triệu mình xây sở trong nhà ta. Dạ. Đặt đai cũng không có luôn. À dạ. Đi làm xong cứ đi làm thuê cho người ta thêm nữa à. Không đi làm thuê nó gì ăn. Dạ. Thương cả nhà. Một lần đi tới 10 triệu đồng đây cả nhà. Chứ nói chung là anh sắp tới này anh cũng sắp đi rồi. Nhưng mà cũng anh cũng hiện tại bây giờ là anh cũng đang kiếm gom góp tiền để góp mình tiền. Để mình chuẩn bị đi tiếp. Là khoảng tháng mấy anh đi anh? Đầu tháng 5 là bắt đầu đi. Đầu bé nghỉ hè con đi. À dạ, ấy là bé nghỉ hè là mới đi. Nghỉ hè mới đi. À dạ. Vậy là đầu tháng bác sĩ nó cũng nhắn tin qua rồi. À, hè nó đi lại. Hè mới đi lại. Đấy, ấy là bây giờ là bắt đầu bây giờ là đang mình bắt đang là xây sở. Đang xây sở trước là bắt đầu tới đó là mình đi đó luôn. Đi luôn. Ừ. Thì anh nói chuyện cả nhà cũng thấy rất là chân thành luôn cả nhà. Rất là thương anh luôn. Tại vì con mình như vậy là mình cũng phải chịu rồi. Phải chịu chứ. Mình cũng không muốn như vậy muốn, đó. Ai lại muốn con như vậy? Dạ. Cuộc sống mà. Muốn sống. Con đàng hoàng chứ. Ai lại muốn con bị tật và như tầm sinh vậy? Dạ. Bị như vậy cũng tội cho bé. Nhưng mà ấy là bây giờ như vậy là gọi là mình cũng may mắn. Cũng may mắn. Ừ, bây giờ là mình cũng đang kiếm số tiền để mình đi hết thôi. Ra ngoài đó thôi. Dạ. Cũng may mắn gặp bác sĩ thương người. Dạ. Đó. Nó lo hết tất cả luôn, tiền ăn, tiền uống, tiền ở khách sạn nó lo hết luôn. Ừ. Đó. Cũng kiếm tiền đi thôi. Dạ. Dạ. À, thì video chắc là hôm nay là kết thúc tới đây thôi cả nhà ơi. Thì hiện tại bây giờ là Tý qua đây, Tý đã cập nhật được cái tin tức là hiện tại bây giờ là cuộc sống của bé đã như thế nào. Thì cả nhà xem video clip thì cả nhà cũng đã hiểu một phần nào về cuộc sống của bé rồi. Bây giờ bé rất là ổn cả nhà. Bây giờ thì cái tay, cánh tay, cánh gì thì bây giờ là cũng quá ok luôn cả nhà. Đó. Cánh tay cánh gì rồi mà cũng nghe người cha bảo là cái tay là sau này là họ sẽ làm mất đi cái thẹo cái gì hết luôn, là cái đó là Tý cũng rất là vui luôn. Thì video ngày hôm nay chắc là Tý kết thúc tại đây thôi. Tý xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé kênh xem video ủng hộ Tý. Xin chào tạm biệt cả nhà.